Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Choáng ngợp đám cưới của Thu Phương Dũng Taylor. Sau lễ ăn hỏi tại nhà riêng, đám cưới của Thu Phương Dũng Taylor sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay, mùng 2 tháng 12. Địa điểm là một trung tâm tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội đến giờ lành. Cô dâu chú rể xuất hiện tiếp đón và chụp hình cùng khách khứa. Họ duyên dáng trong tà áo dài trắng nề nã. Bên cạnh đó, không gian cưới của vợ chồng Thu Phương cũng được hé lộ. Không gian mang những đặc trưng văn hóa Bắc Bộ, lấy cảm hứng từ những hình ảnh nên thơ của nàng. Quê Việt Nam, tháng 5 năm 2023, ông bầu Dũng Taylor thông báo kết hôn với ca sĩ Thu Phương sau 10 năm sống thử bên nhau. Điều đó khiến dư luận chú ý và thắc mắc, cũng không ít lời dị nghị về quyết định này. Tại sao phải đợi 10 năm họ mới kết hôn? Thu Phương là một ca sĩ nổi tiếng thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau đó cô sang Mỹ và hoạt động nhiều ở hải ngoại. Lúc đó cô đã có chồng là Huy MC và hai con. Sau ly hôn Huy MC thì cô gặp bầu Dũng Taylor, trong khi đó Dũng Taylor độc thân chưa từng trải qua hôn nhân và làm cha. Lý giải về lý do ẩn tình đi sau 10 năm mới kết hôn, Dũng Taylor nói, lúc đấy, đối với Phương thì Dũng chưa đủ trải nghiệm, lòng nhẫn nại và sự bao dung để làm chồng, làm cha của những đứa con. Vì thế tuy đính hôn với nhau hơn 10 năm, nhưng Phương vẫn thử thách mình. Ngược lại, Dũng cho rằng thời gian cũng là một điều tốt giúp Dũng khẳng định rằng khi lấy một người nổi tiếng, họ có thể sống cuộc đời bình dị, lo cho chồng con và gia đình như những người bình thường. Người càng nổi tiếng, càng thành công thì cái tôi của họ càng lớn. Cái tôi càng lớn thì sẽ càng chấp, nếu còn chấp thì còn khổ và sẽ không giữ được hạnh phúc. Ông bầu cũng khẳng định các con chính là nhân chứng cho tình yêu của mình. Trong thời gian sống chung, họ cùng nhau trải qua thử thách, sóng gió, mâu thuẫn để tìm ra tiếng nói chung. Sau 10 năm thấy cần trở thành vợ chồng theo pháp luật thì họ mới kết hôn. Dũng Taylor cho rằng nếu kết hôn ở 10 năm trước, có thể cả hai sẽ chủ quan, không cố gắng phấn đấu xây dựng bản thân trong mắt nhau. Lúc đó cũng còn nhiều hoài bão chưa buông bỏ thì cũng có thể sẽ dẫn tới ly hôn. Bây giờ ở tuổi trung niên, trải qua 10 năm bên nhau, họ kết hôn không chỉ vì tình yêu nữa mà vì thuộc về nhau. Việc họ kết hôn không chỉ vì xác định quan hệ theo pháp luật mà còn để các con thấy tình yêu của cha mẹ, sự trân trọng tình cảm mà cha mẹ dành cho nhau. Anh nói thời gian chính là sự khẳng định cho mọi thứ, trong đó có tình yêu. Dũng Taylor từng chia sẻ rằng anh cầu hôn nữ ca sĩ 10 năm trước nhưng gần đây cô mới đồng ý. Có lẽ trải qua một lần hôn nhân nên nữ ca sĩ cẩn trọng hơn. Dũng Taylor nói, hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách của nàng để được nàng nhận lời. Đính hôn đối với văn hóa Mỹ là một lời hứa, kết hôn là một lời thề. Cảm giác lần đầu tiên đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim thật ấm áp vô cùng. 16 năm yêu nhau, ngày nào Dũng Taylor cũng hỏi, bao giờ em mới chịu cưới anh? Thì Thu Phương trả lời, không lấy anh là em thương anh đó, chân thành và thẳng thắn đúng với chất của con gái đất cảng. Thu Phương cho biết con cả của mình đã 24 tuổi nhưng vẫn còn con nhỏ. Vì thế chị và Dũng Taylor đang bắt đầu cuộc sống như những đôi vợ chồng trẻ bận rộn. Những bậc cha mẹ có cuộc sống phức tạp như Phương sẽ hiểu được điều Phương nói. Tự chung lại sự nghiệp, đời sống cá nhân kiến tạo nên con người mình hôm nay. Sự cá tính, quyết liệt, bài hát khi mình cất lên cũng là con người mình như thế. Thất vọng nhiều thứ, nhiều nỗi buồn và cũng nhiều hy vọng, Thu Phương nói. Điều thú vị ngoài đời, tuy gặp gỡ, ở bên nhau đã 16 năm nhưng Thu Phương và Dũng Taylor vẫn là tình nhân. Phương và anh Dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi, vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận trách nhiệm khác. Phương thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi Phương một câu. Điều thú vị ngoài đời, tuy gặp gỡ, ở bên nhau đã 16 năm nhưng Thu Phương và Dũng Taylor vẫn là tình nhân. Phương và anh Dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi, vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận trách nhiệm khác. Phương thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi Phương một câu. Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với Phương câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay.
Hơn chuyện mình mặc áo cưới, Phương thích điều đó lắm. Cũng như quá trình làm show, Phương thích chuẩn bị hơn là khi lên trên sân khấu và biểu diễn 5 phút hết một câu chuyện, nhưng để chuẩn bị cho câu chuyện đó mất rất nhiều thời gian, công sức của mọi người. Đó là lý do đến lúc nào Phương và anh Dũng chưa có kết thúc, và để chuẩn bị cho kết thúc đó cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được. Dũng Taylor trầm ngâm bảo hôn nhân là sự vun sới của hai người. Phương không chịu cưới là Phương phải rất tự tin với giá trị của mình. Người Mỹ có câu, tại sao phải mua con bò khi có sữa uống mỗi ngày? Ở đây đặt ra câu hỏi, vì sao Phương không chấp nhận? Tôi có điều gì đó Phương không hoàn toàn thoải mái. Vì thế đó là gánh nặng của tôi nhiều hơn là Phương. Cho tới giờ này cứ tới ngày 13 tháng 12, ngày quen nhau tôi lại nhắc khéo cô ấy kiểu, đến tháng 12 này là 16 năm, mình có định làm gì không? Cô ấy hỏi lại, ý anh là sao? Em không có dự định. Nào khác cả Dũng Taylor cũng thừa nhận, ở Mỹ, đàn ông lập gia đình là một gánh nặng. Thu Phương cười, không lấy là em thương anh đó. Người phụ nữ cá tính bảo, chị độc lập về suy nghĩ, tư duy từ bé. Đến thời điểm này, so với nghệ sĩ cùng lứa, tôi có chút tự tin vì trải qua những biến cố. Không may mắn nhưng cố gắng rất nhiều. Có những khi cố gắng đến kiệt sức để tuổi này vẫn trình diễn, ngồi ở vị trí ghế nóng các chương trình. Tôi hiểu giá trị bản thân nhưng không chủ quan. Có lúc cố gắng đến kiệt sức để tuổi này vẫn trình diễn, ngồi ở vị trí ghế nóng các chương trình. Tôi hiểu giá trị bản thân nhưng không chủ quan. Có lúc cố gắng kiệt sức giữ sự thăng bằng trong gia đình. May mắn có sự nghiệp vững vàng để những lúc suy sụp nhất không bị buông xuôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.